sự thật. Cái gọi là thực phẩm bổ sung dành cho sinh viên. Tất nhiên trong làm ăn thì người ta hay dùng từ qua Mỹ đó các bạn. Trên đời này súp chỉ có là low quality hay là medium quality hay là high quality thôi, chứ làm gì có chuyện mà súp sinh viên là gì cũng nổi. Không, nhưng mà phải nói cái điều ta muốn nghe. Bây giờ ở Việt Nam có khái niệm là súp sinh viên, súp công nhân nữa. Các bạn thấy không? Bây giờ hỏi: ủa anh ơi, đi giờ em đi tập gym em sinh viên có giảm giá không? Ủa bây giờ em đi ra Trần Duy Hưng em cầm số hộ nghèo có được giảm giá không? Vậy thì súp sinh viên thì nó nhiều loại súp lắm bạn. Tất cả nó thẳng ra súp sinh viên là giá trị nó không cao bằng những cái hàng VIP. Thì người ta dùng chữ sinh viên, người ta đao giá xuống để người ta bán nữa như vậy á. Bây giờ trong video này không phải là mình đi nói súp sinh viên nó là sao, nhưng mà chúng ta hiểu như thế nào về súp sinh viên và chúng ta tìm kiếm cái gì trong súp sinh viên. Nói thật mà nói á, súp sinh viên á thì nó có đít và có đót. Ở ngoài kia thì thấy gớm hay ẹ đó, chuyện đó mình không biết. Nhưng mà ở trong BBT vẫn có khái niệm súp sinh viên. Vậy thì ở Duy Nguyễn định nghĩa cho bạn là cái súp sinh viên do công ty BBT phân phối thì nó là những cái gì? Đó, tất nhiên về các class, súp sinh viên nó là một cái class trung bình, chấp nhận được. Tức là khi mình sử dụng vào á, nó sẽ không đạt hiệu quả được như những loại cao cấp, nhưng mà nó nằm ở cái mức chấp nhận được. Ví dụ như kia 10 điểm thì này 7-8 đầu dạng vậy. Và trong đó nó có một cái khái niệm đó là quay sinh viên. Đấy, ví dụ hôm nay là quay sinh viên. Vậy thì các bạn hiểu quay là cái gì? Quay routine là một cái loại routine không thể thiếu khi tập gym luôn, tuyên bố luôn. Tại vì nó là cái loại thực phẩm mang giá trị sinh học cao nhất. Mà mang giá trị sinh học cao nhất dẫn tới sự tổng hợp cơ bắp tốt nhất. Cấm cãi. Quay nó làm vậy đó. Hấp thu nhanh nữa. Những cái loại thực phẩm bổ sung khác thì nó dành cho đối tượng khác. Ví dụ như có người ta không muốn quay nha, ít thôi chứ không nhiều, tự nhiên vô uống quay cái bị dưỡng lắc tô đồ, ví dụ vậy đó. Ví dụ như quay thường thường nó lắc tô chứ bộ. Còn quay xịn thì nó mới hết lắc tô nha. Đó, người ta chuyển qua ta uống quay không có quay thực vật à, người ta chuyển uống protein thực vật, người ta chuyển qua người ta uống này nọ kia, những cái loại không có quay. Đây là quay sinh viên. Vậy quay sinh viên là quay gì? Chắc chắn mày phải đó con, concentrate. Ví dụ như giờ nói về quay á, thì cao nhất là cao cấp nhất á, là lại dây tố isolate, cao cấp nhất là isolate đó. Còn dưới isolate là concentrate. Cái khái niệm thằng isolate nó cao hơn thằng concentrate, nó chỉ đúng khi hai thằng đó chung một nguồn nha. Tức là ví dụ như hai thằng đó cùng một cái nhà máy sản xuất ra, cùng một đàn bò đó luôn, cùng một dây chuyền sản xuất luôn thì nó đúng. Còn ngoài ra so sánh không biết nào ngon hơn nào. Cái bản thích thằng isolate thì nó chỉ phản ánh ra cái độ tinh khiết, và thằng concentrate nó không tinh khiết bằng chấm hết, chứ không phải là thằng nào nó có chữ isolate nó luôn mặc định là nó ngon hơn concentrate. No, đúng không? Mày ăn bò chích thuốc, mày đi isolate lên thì cũng đang bò chích thuốc thôi. Còn con bò mà ăn cỏ mà uống nhạc giao hưởng, ủa lộn, con bò ăn cỏ nghe nhạc giao hưởng á, thì cho dù mày có là quay concentrate đi chăng nữa thì nó vẫn là xịn, nhưng mà nó không tinh khiết bằng cái lúc mà đem thằng concentrate đó đi isolate. Hiểu chưa? Vậy thì còn thằng hydrolyze là gì? Nó hydrolyze đó, tiếng Anh nó phải nhá đồ bạn. Đó là gì? Cắt ngắn cái sợi đầu tiên ra thì nó là hydrolyze, đơn giản vậy thôi. Còn nói về phương pháp sản xuất thì nó có là CFM, thêm cái siêu lọc lạnh nhân 3. Đồ siêu lọc lạnh nhân 3, cái tập technology mới đó, đó dữ á. À, siêu lọc lạnh mà phải nhân 3 nữa, từ từ có nha. Kiến thức yếu là bị người ta vẽ hết. Còn giờ mình mổ xẻ ra cho bạn hiểu. Cái loại quay sinh viên này á thì nó là hỗn hợp. Đã là sinh viên thì mày phải là plan rồi. Nhưng mà mày plan như thế nào? Các bạn nhìn tới đây các bạn sẽ thấy nó là thành phần nó gồm có là hydrolyze, isolate và concentrate. Nó sẽ có concentrate trong này. Thì cái loại này á nó sẽ không có bằng một cái loại mà nó chuyên về isolate. Nhớ lát nhắc lại, cùng một nhà máy, cùng một đàn bò, chứ không phải đem cái thùng này qua so thùng hãng khác, ai biết đâu so, biết lát làm từ cái gì ai biết. Nó không biết được. Và cái giá của thằng quay á nó không rẻ đâu các bạn. Giá thằng quay nó không rẻ đâu. Nên các bạn nào mà xài quay mà nó nói là cái gì isolate này nọ kia, mà thậm chí nó bẻ thêm hydrolyze vô nữa, mà cái thùng 5 bao á mà dưới 1,5 triệu á, cẩn thận. 1,5 triệu cũng cùi luôn. Quay isolate loại tốt không bao giờ có giá đó, xui các bạn luôn. Nên về vấn đề về giá về này về kia đó, thì các bạn nên cẩn trọng. Còn trong cái này thì nó là quay plan. Bây giờ mình khui tập hợp ra, mình cho các bạn nói rồi mình sẽ nói tiếp. Thì khi mà nó là concentrate thì nó sẽ không có tinh khiết bằng nha, nó sẽ còn ít fat, nó còn một ít là carbohydrate vậy thôi, và nó còn ít lacto. Nó cũng not bad, nó cũng không có tệ. Nói chung là nó là sao ta? Nếu mà giữa thằng isolate và thằng concentrate thì nó sẽ khác nhau gì? Thôi trời, cậu khoan uống đi, nói luôn đi. Bây giờ trong cùng một đàn bò và trong cùng một dây chuyền sản xuất thì cái loại tinh khiết nhất á thì nó sẽ là
Isolate 90-92. Chứ còn nếu mà nói về cái loại Isolate mà 93 đó thì nó thực tế là không có luôn, biết sao nó ra 93 không biết. Cái này dân trong nghề tất tự không biết thiệt, còn cái label nó ghi nó chế. Đó. Còn cái loại quay mà xịn á là Concentrate là 80. 80 là xịn. Còn trên 80 thì nó là hết là Concentrate rồi. Vậy 80-92 đây nghĩa là gì? Trong 100 gram bột có 80 gram quay. Trong 100 gram bột có 92 gram quay. Vậy thì cái Isolate mà cái đẳng cấp cao nhất là của Isoway and Isojazz. Còn cái chuyện mà cái ratio mà mấy thằng trên mạng mà nó hay xạo xạo đó, nó lấy này nè. Nó lấy số gram protein, nó chia số mũ. Nó coi cái bài của gì cái đây 12 năm mà nó không hiểu. Chắc chắn bằng luôn, không bao giờ đúng hết á. Tại vì bây giờ nó như vậy, có loại quay protein á thì nó sẽ ép cái khối lượng muỗng nhỏ lại để cho nó tăng cái ratio ảo lên. Nó tăng cái ratio ảo lên, nó làm lô chất lượng sản phẩm xuống. Thứ nhất, hòa tan khó. Thứ hai, hấp thu kém. Nó cắt hết những cái chất cần thiết khác để cho cái thằng quay nó trở nên tốt, mà nó chỉ lấy cái ratio ảo thôi. Tức là nó sẽ ép cái muỗng xuống. Công thức bình thường là ví dụ như một sản phẩm mà nó cho ra 25 gram protein thì nó phải là khối lượng muỗng 30. Nó ép xuống còn 27 luôn. Ồ, xong rồi lấy 25 chia 27 đẹp quá, thôi mua. Dính liền, dính cá một đống. Rồi chưa kể nó chơi điểu nữa nè. Cái nguồn sản phẩm á, nó sản xuất bằng hai phương pháp. Một là Ion Exchange, hai là Ship Em. Hai phương pháp căn bản. Cái nó trộn, nó lấy thằng Ion Ship Em một trước. Nó trộn đống kia Ion Exchange luôn. Ừ, xong nó đi quảng cáo Ship Em. Xong rồi nó, ê Ship Em có giấy không? Đâu đưa giấy luôn. Còn tờ đâu không đưa. Đó. Nó thật sự với bạn á, là có loại quay sinh viên hay là quay VIP. Kiến thức sâu mới hiểu. Tại vì mình phải ngồi đó mình suy nghĩ, mình phân tích, mình tổng hợp trên nhiều cái yếu tố khác nhau. Chứ không phải nhìn vô cái nhìn vô cái label là xịn hay không xịn. Bây giờ tôi nói thiệt với bạn á, cái tiền nó thuê design á nó không có nữa. Mà bọn nó xịn, ông nội tôi chứ xịn. Đúng không quý vị? Bây giờ quý vị thấy không? Giờ iPhone với Samsung mà đi làm qua cái điện thoại á, má design cỡ nào nó đấu nhau từng nanomet luôn chứ đừng nói. Trời ơi, bây giờ có mấy sản phẩm á, cái label trắng ngắt là để chữ quay đầu tiên iso là chắc 100%. Xong cái khoe tao xịn. Thôi lại bố. Vậy mà con đóng gà nghe. Đây không phải là video nói chuyên sâu về quay nha, như cho video cho bạn thấy là quay sinh viên. Nó chúng ta uống quay sinh viên chúng ta có được những cái gì? Thì các bạn uống cái loại sản phẩm này thì các bạn đạt được những cái điều mà căn bản cần có của một dòng quay trong một cái ngân sách các bạn bỏ ra vừa phải. Đó là lý do công ty BBT luôn duy trì những dòng sinh viên. Tại vì BBT chiến lược rõ ràng hai class. Hai class là hai cái class á, chứ không phải là class cao. Cái lát cao là chuyên một lát rồi, như là hiện tại là lát radar và isojet là hai cái lát cao. Trong tương lai có thêm một lát cao nữa hay không thì chưa biết. Còn duy trì những cái lát chung để phục vụ anh em công nhân, phục vụ sinh viên, cái ngân sách người ta thấp, người ta không thể nào bỏ ra chơi cái lát cao được, đúng không? Thì mình có một cái lát vừa phải, cái lát vừa phải chứ không bao giờ mà đem lát cùi về bác nhục lắm. Tại vì cái lát cùi các bạn hiểu không? Thí dụ như bạn ship nguyên một cái container lát cùi về thì tiền ship nó cũng bằng container hai class. Không ai mà đi mua một cái container về để chở trash, chở rác. Đó là chiến lược của BBT. Nên những cái dòng mà bán cho sinh viên và những lao động á thì chất lượng nó cũng nằm ở mức độ là khá là ok. Ha, cũng 8 điểm trên kia 10 điểm. Rồi khi bạn mua sản phẩm quay á thì bạn nên nhìn ở phía trong nè. Ha, bạn nên nhìn ở phía trong. À, phía trong nó bột biết rồi nó phải ok phải không? Bột biết nó phải nhìn nó cũng được xíu. Nó đen nó đỏ gì cái cha nó. Ở trong đó nó salon nó có sô-cô-la, nó có lùm lưa đó. Hiểu không? Nó do cái độ blender. Tức là khi mà sản phẩm này á, thì cái độ blender nó cũng tốt nè. Cái độ blender là nói chung là một cái dây chuyền sản xuất quay protein. Nó có cái blender nó quan trọng đó nè. Nhìn thấy không? Đây cái độ blender cũng được nè, bột nó tơi nè. Nó cũng ok. Nhưng mà có một cái bật mí cho bạn á, là cái thằng quay Concentrate uống nó ngon hơn Isolate nha. Thiệt á. Nếu mà nói được gì độ ngon, nói về độ ngon, nên cái thằng quay Isolate mà muốn uống ngon á, người ta phải thêm một số chất. Người ta phải thêm một số chất để người ta tạo thành cái flavor, người ta tạo thành cái vị cho nó ngon. Mà để làm được chuyện đó thì phải tăng cái kích thước muỗng lên. Vậy bây giờ người ta đâu có ke. Bây giờ tôi không ke hũ này 70 muỗng hay hũ này 30 muỗng. Nếu mà ông ke cái hũ này bao nhiêu muỗng á thì ông đi mua quay sinh viên đi. Chứ ông đừng có ông đi mua quay xịn, ông ngồi ông ke cái ở này sao sao tôi như ít muỗng quá vậy. Nó ít muỗng nhưng mà bây giờ những muỗng của nó là những muỗng chất lượng. Nó muốn đạt được cái đẳng cấp tốt nhất cho người dùng. Thứ nhất là về độ trải nghiệm. Độ trải nghiệm là gì? Vị giác. Đúng không? Vì những giác quan chúng ta. Và thứ hai độ hấp thu. Ông hấp thu được bao nhiêu? Ông uống dùng 50 gram. Nhưng mà ông hấp thu được bao nhiêu?
đó mới là vấn đề. Yeah. Rồi giờ nói về thời điểm cách dùng. Tướng bạn như nhìn bự như tướng Duy không? Nếu mà tướng bạn như tướng Duy á thì lần hai muỗng nha, nhớ lần hai muỗng, một lần hai muỗng. Còn bạn tướng bạn như tướng Tú á thì một lần một muỗng. Còn tướng bạn nằm ở giữa đó thì lần muỗng rưỡi. Quay thì nó dễ pha thôi, không gì để nói. Đó, ủa lộn pha cho con Tú, tặng nó hai muỗng đi. Cái này cho Tú nha. Này nghe ghê. Đó, hai muỗng. Rồi lấy nước Tú. Vậy thì uống khi nào? Chắc chắn có hai thời điểm còn phải uống. Đó là buổi sáng thức dậy và sau khi tập. Ngay sau khi tập là cái thời điểm vàng để bạn nạp quay, để cho nó loading vô cơ thể của bạn, để cho nó phục hồi cơ bắp và nó phát triển cơ. Nên hai thời điểm đó là bạn không đùa chanh. Đó, phải uống vào hai thời điểm đó. Mỗi lần uống thì như Duy Nguyễn nói đó, nhỏ nhưng Tú là một muỗng, bự như Duy Nguyễn là hai muỗng, còn vừa vừa thì muỗng rưỡi. Đó, đổ nước vô lắc. Tú đi đâu lấy cái ly đi Tú, để cho các bạn coi cái lắc nó ra được gì không Tú. Đây đó, đây là quay sinh viên nha các bạn, giá rẻ chơi được, 8 điểm trên 10. Này lắc sơ sơ rồi đó, sinh viên chứ nó cũng ghê lắm chứ, bộ giỡn đâu có chơi đồ giỡn đâu. Đây đó, cách màu còn cục này chưa tan uống luôn. Ủa, cái mùi vani hay mùi cookie gì đây Tú? Cookie hả? Thằng này bé béo thơm thơm, ngọt ngọt, uống Tú. Nếu mà nói về nước á thì một muỗng bột á, các bạn pha đâu nước khoảng chừng trời ơi, nó đơn vị tiếng Anh ở đây 500 ml nước. 500 ml nước là uống vừa nha các bạn. Còn nếu mà các bạn cho ít hơn nước thì nó sẽ ngọt tí. Còn bạn cho nhiều hơn thì nó loãng. Nói chung là nước nhiều nước ít tùy vào cái khẩu vị của bạn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ soi về cái label. Khi mà đọc sản phẩm thì bạn kiếm gì bự nhất mà đọc trước. Tại vì bự nhất đọc trước là những cái highlight của sản phẩm đó, cái mà nhà sản xuất muốn đưa cho bạn coi. Còn bây giờ là Duy Nguyễn sẽ đọc cái label nha. Rồi ok. Bạn sẽ nhìn thấy được là trên đây căn bản nó là một muỗng nó cho ra 120g protein. Xin lỗi bạn hơi bị lag, một muỗng nó cho ra 120 calo. Đó. Và cái protein là 24g. Protein 24g thì nó là sinh viên là đúng rồi, nó đúng không? Một muỗng của nó đó, nó là 32g. Protein là 24g, trong đó đó nó có 1.5g béo, cholesterol cũng thấp, đường 1g, carbohydrate 3g. Tất nhiên phần ở trên đọc cho vui thôi. Cái phần ở trên nó không quan trọng bằng cái ingredient. Đó. Nghe nhớ ingredient đầu tiên là mà nhìn nó phần ingredient cực kỳ quan trọng. Là nó gồm có whey protein isolate, rồi whey protein concentrate, không? Rồi gia vị này nọ kia, mắm muối kali tương dầu, đó là những cái bạn không phải đọc. Tôi nói tóm lại thì cũng tới giờ tập của lớp nhảy rồi nha các bạn. Nên có thể là mình sẽ khép lại video ở đây. Hy vọng qua video này các bạn hiểu được cái gì gọi là súp sinh viên và cái gì là quay sinh viên của công ty BBT đang phân phối đến các bạn. Thì các bạn sinh viên tôi nghĩ nên chọn cái đúng cái class của mình. Thì bạn mới đủ ngân sách để bạn mua quay nè, rồi bạn mua rìu hoặc cao, rồi mua này kia. Thì như vậy nó mới khoa học. Chứ các bạn không có nên mà chơi hàng chọt bạn. Bạn chơi một sản phẩm quá ư là tối ưu. Rồi xong rồi mấy thằng kia không có bằng. Tự nhiên cái bạn nó không phù hợp bạn. Ví dụ như bạn chơi rìu cao xịn quá, bạn cứ tập bằng rất là ok nè nó thứ. Nhưng mà khi mà về nhà đó, bạn phục hồi không có đủ. Cái dinh dưỡng bạn nạp vào á, trong đó nó có protein nó không được high class để nó tương xứng với kia để hấp thu cơ bắp tốt nhất. Nó giống như đi xe mẹt mà chơi ốc với cái vỏ với mâm cái gì đó của hãng kia đó. Nó vậy các bạn. Thôi bye bye các bạn, chúc bạn có một ngày vui vẻ trải nghiệm cùng Thôi Chim các bạn.